Xin chào tất cả các anh em mình đang xem kênh ha. Cái video này thì em cũng chia sẻ với anh em về cái phần nước tưới trước khi cây anh em mình đưa vào nhà hoặc là vào sân để chơi anh chị em mình ha. Thì cái video này là ngày hôm qua em giao 3 chuyến thì nó rơi vào chiều ngày 27 tháng 12 âm lịch. Thì cái phần mà bộ tàn tán ở trên chậu, từng loại chậu anh chị em mình ha. Thí dụ như cái cây mà chậu anh em mình, một cái chậu 8 đi, thì cái bộ tàn nó rơi vào bề ngang nó tổng tầm 1m và cái chiều cao nó 1m rưỡi, hoặc là bề ngang nó 1m2, chiều cao nó 1m rưỡi. Thì trước đây á, thì trung bình mỗi ngày là anh chị em mình giữ cái độ ẩm cho nó lúc nào cũng 30%. Thì khi anh em mình chuyển cho khách như thế này á, thì anh em mình nhớ dặn cái người mà gia chủ á, thì lúc nào cũng vẫn tầm cứ cách 2 ngày, khi mà cây nó nằm ở trong mát rồi, cách 2 ngày, chẳng hạn như cái chậu 8 thì anh chị em mình tưới cho nó chừng 2 lít nước anh chị em mình ha. Nhớ là cách 2 ngày nha anh chị em mình ha. Đó là cách 2 ngày để anh chị em mình biết đường mà tưới nước làm sao mà cho nó phù hợp khi mới ở trong mát ha. Cứ cách 2 ngày anh chị em mình tưới 2 lít nước cho chậu 8 nha. Thì chậu nhỏ anh chị em mình có thể giảm, và chậu lớn anh em mình cũng có thể tăng ha. Tăng chút đỉnh nửa lít hoặc là 1 lít, còn chậu lớn thì anh em mình tăng 1 lít, còn ở chậu nhỏ thì anh em mình giảm nửa lít anh chị em mình ha, để cho cái cây mình nó không có bị tình trạng nó bị dư nước rồi nó bị giật cái bông anh chị em mình ha. Đó là cái video này em chia sẻ với anh chị em mình như vậy. Rồi thì các bước thì như thế nào đó thì sáng ngày 28 á, thì em cũng có giao nguyên ngày nữa, thì có bao nhiêu chuyến xe, bao nhiêu chuyến cây thì em cũng sẽ cập nhật cho anh chị em mình xem ha. Rồi thì chúc cho tất cả anh em mình xem kênh vui vẻ. Okay.